Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác em vừa về được em họa mi dáng siêu mẫu này, các bác này, cao cầu, bóng bộ đẹp, dáng ngũ trường anh em nhá. Sim toàn khoảng 90% rồi, đầu mặt rất là ok luôn các bác nhá. Đây, mời anh em ngắm em nó này. Con này hot rất là cao cầu luôn anh em nhá. Anh em nhìn chân này, những con chim này anh em nuôi chân gần như không giờ lên bốt anh em nhé. Khoảng 25 lồng rồi, bóng bộ đẹp, dáng rất ok anh em nhé. Cao cầu, dã man luôn anh em ạ. Hót gật gù múa lân coi nhá. Nó mới về, nó chưa được căng đét hẳn anh em nhé. Ăn hot đi.